Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin địa phương huyện Châu Thành của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay, mời quý khán giả điểm qua những tin chính. Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri hai xã Long Vịnh và Ninh Điền. Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 154 của Đảng ủy Quân sự Trung ương. Sáng ngày 6 tháng 6 năm 2023 tại xã Long Vĩnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị số 8 gồm ông Nguyễn Trọng Tấn, Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Chi, Phó trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Long Vĩnh và Ninh Điền. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Long Vĩnh bức xúc về tình trạng thi công chậm trễ tuyến đường tổ 7, tổ 8 ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh đã gây khó khăn cho người dân sống trong gần 2 năm qua. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân huyện và các ngành có liên quan sớm chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện hoàn tất công trình để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Chiều cùng ngày 6 tháng 6 tại xã Trí Bình, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị số 8 cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Trí Bình và thị trấn Châu Thành. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị ngành chức năng nên giám sát đơn vị thi công hệ thống nước thải tại các đoạn đường đang thi công trên địa bàn thị trấn. Cử tri thị trấn Châu Thành đề nghị ngành chức năng khảo sát và cung cấp nước sạch trên tuyến đường Võ Thị Sáu. Tình trạng học sinh chơi game cần có giải pháp. Đề nghị ngành chức năng thi công thêm một bên trên đường 781, khu vực ấp Xóm Ruộng. Các kiến nghị của cử tri được tổ đại biểu giải trình, ghi nhận để phản ánh cơ quan chức năng vào kỳ họp Hội đồng Nhân dân sắp tới. Sáng ngày 5 tháng 6 năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện Châu Thành tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 154 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt trong tình hình mới giai đoạn 2008-2023. Qua 15 năm triển khai thực hiện chỉ thị 154, cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân, ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn phối hợp ban ngành, đoàn thể các cấp tham gia đào đắp, nâng cấp, làm mới và phát hoang 450 tuyến đường liên tổ ấp với chiều dài 540 km, đào đắp trên 45.000 mét khối đất đá các loại, thực hiện tốt mô hình trụ nước quân dân, gian hàng không đồng với hơn 3 tấn rau xanh. Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành đã khen thưởng cho 3 cá nhân có thành tích trong thực hiện chỉ thị 154 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương. Sáng ngày 4 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 với chủ đề Phụ nữ Châu Thành giảm rác thải nhựa vì môi trường xanh. Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành đã lồng ghép tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ, trao nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường cho chị em tổ phụ nữ sống xanh trên địa bàn. Ngoài ra, các hội viên phụ nữ còn được tham gia hội thi sáng tạo, tái chế các sản phẩm từ rác thải, thi thiết kế, biểu diễn thời trang từ các sản phẩm đã qua sử dụng và tham gia gian hàng, đổi rác thải nhựa, rác thải tái chế, nhận quà, cây xanh do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành tổ chức. Sáng ngày 5 tháng 6, Ban tuyên giáo huyện ủy Châu Thành tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 20 năm 2023. Tham gia lớp học có 71 học viên. Trong thời gian 30 ngày, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vấn đề quốc phòng an ninh đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và nhiều nội dung khác. Phát biểu tại buổi lễ, ông Thân Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các học viên tham gia lớp học cần có tinh thần học tập nghiêm túc, tham gia đầy đủ các buổi học để khi kết thúc khóa học có trình độ nhận thức về lý luận chính trị, vận dụng kiến thức và thực tiễn công tác vào cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin huyện Châu Thành hôm nay. Chương trình được phát sóng lúc 16 giờ 45 phút vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần trên các hạ tầng của TTV11. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.